Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác, tên là bác Hoàng ở Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại cuối là 989, gửi cho em. Đấy, và cước gửi rất là rẻ, 15.000 đồng thôi. Bác ghi là đồng hồ hỏng, giá trị thấp. Đấy, các bác cũng làm như thế nhá, nhưng mà cái hộp này của bác hơi mỏng nhé. Hơi mỏng nên là người ta sẽ bọc không tốt, không không được đảm bảo cho lắm. Đây, em mở ra các bác xem cái thư của cái đồng hồ của bác. À, thì cái thư của bác ghi như sau. Bác che địa chỉ của bác đi các bác thông cảm nhé. Tình trạng này vỡ mặt kính này, đồng hồ đời lâu không chạy, khắc phục. Vỡ mặt kính thay giúp mặt kính sapphire. Đồng hồ đời lâu không chạy. Kiểm tra lau dầu lại giúp em và chống nước. Lau dầu lại cho em và chống nước. Đây cái đồng hồ của bác ấy. Đây, vỡ kính này. Bác yêu cầu thay mặt kính sapphire này. Đấy, lau dầu và chống nước. Con đồng hồ này. Rồi em sẽ kiểm tra qua cái đồng hồ này của bác ấy xem bị làm sao. Bác nào cần liên hệ với em, các bác vào Zalo nhé. Thì trên Zalo có tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại 0977 362 814 vào là ra Zalo của em. Các bác nhắn tin giúp em, các bác đừng gọi nhé. Khi nào rảnh em sẽ phản hồi lại cho các bác. Đó. Và trong quá trình làm em không đeo găng tay đâu. Kể cả nhà em có nấu cơm em cũng chả đeo găng tay bao giờ. Nhà em không phải không có găng tay, đầy găng tay, cao su, găng tay ni lông nhiều lắm, nhưng mà em làm em các bác thấy em không bao giờ đeo găng tay đúng không, và đặc biệt là video của em là không có cắt ghép gì cả. Em làm thế nào em quay trực tiếp như thế, các bác có thấy thợ là làm này không, gần không đúng không. Em tháo ra đây, các bác nhìn thấy là nó hơi hơi bị bẩn này, em sẽ tiện em sẽ thổi lau cái này cho các bác xem nhé. Đấy, này, bẩn này. Đây nè, bẩn rất nhiều nhé. Rất nhiều bẩn đúng không? Đúng không? Rồi, em sẽ tháo tiếp ra. Đấy, các bạn nhìn thấy là bẩn rất nhiều này. Rất nhiều bẩn nhé, nó bám vào, đúng không? Để cái này mình sẽ thổi bụi đi nhé. Thổi bụi đi. Đấy, các bác nhìn thấy này, bẩn đấy, đúng không? Bẩn này không không để ý mà không vệ sinh cho khách nhé, nó rơi máy là toi đâu mà các bác. Đấy, đấy các bác thấy không? Đó, rất bẩn đúng không? Rất bẩn. Rồi tạm thời em đẩy cái này ra đã nhá, xử lý tiếp. Đó là cái vảy vảy bẩn, nó rơi máy là đứng máy ấy. Con này ấy, nếu mà muốn tháo ra thì là con này phải tháo đường đường mặt trên thì các bác không biết đúng không, đúng rồi, muốn tháo ra phải tháo đường mặt trên đấy các bạn, chứ không phải tháo đường mặt dưới đâu. Đó, rồi em sẽ kiểm tra luôn cái phần tự động của con này xem nó bị làm sao. Đấy, em đánh dấu vào. Đó. Và bây giờ em sẽ xoay để xem cái tự động nó có lên không. Hiện tại em thấy tự động nó vẫn lên này, đúng không? Tự động vẫn đang lên này. Đấy, nhưng mà không thấy chạy. Các bạn không thấy chạy. Đấy, không thấy chạy. Mặc dù cảm giác cả tay em thấy vẫn lên cót bình thường. Đó. Đây. Cái vết chấm này nó vẫn lên cót bình thường. Đấy, nhưng lại không thấy chạy. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra cái tóc của con này xem thế nào. Tóc con hổ này xem nó bị làm sao. Bác nào không quen thì các bác phải tháo cái bắn nguyệt này ra nhé, nếu không thì nó chém vào tóc của tôi đấy. Còn em quen rồi thì tay em giữ đây này, hoặc là em nghiêng này, con này nó thì kể cả em bỏ tay ra nó cũng không lấy được. Là này em nghiêng mà, đó. Nên không quen thì các bác nên tháo ra là tốt nhất. Để cái tóc con này,
Tóc con này chưa phát hiện ra điều gì. Tóc con này chỉ cần nắn qua tí là được. Không 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 thấy vấn đề gì các bác ạ. Đúng rồi, không thấy vấn đề gì cả. Nên là tóc này không bị làm sao. Rồi em để tạm thời ra đây đã. Rồi em kiểm tra con ngựa. Ồ, ngựa không đá này các bác. Ngựa không hề đá gì nè. Ngựa không đá. Vậy thì con này em sẽ tháo tung ra lau dầu để kiểm tra xem là phần trong ấy nó sẽ bị làm sao. Đấy, mà ngựa không hề đá, đúng không ạ? Để kiểm tra bên trong máy này, các bánh răng này, xem là nó bị làm sao mà không thể đá, ngựa không đá. Đấy. Sau đó là lau dầu luôn. Đấy. Nếu hỏng cái nào thì mình sẽ thay cái đó. Đấy. Nhưng mà cái này phải tháo tung ra thì mới biết được kiểm tra từng bánh răng một hoặc từng con ngựa này nữa. Đó. Mình sẽ kiểm tra qua phần lịch này nhé. Xem phần lịch làm sao không. Ok, lịch không làm sao cả. Con này khá là bền. Đó, đồ thay phổ thông, thông dụng. Đó, nên là rất dễ thay, dễ sửa, dễ làm. Mà giá lại bình dân, giá vừa phải. Đó. Đấy là con đồng hồ của bác Hoàng ở Hà Nội. Con chào các bác.